bạn đã đến với bản tin OMG 247 của Omga.vn. Chương trình tuần này sẽ có những tin chính sau đây. VNG chính thức phát hành contract online. Một loại game hấp dẫn sắp ra mắt tại Việt Nam. Game thủ Việt xuất sắc đại diện châu Á tham dự chung kết thế giới Hearthstone. Được xem là một tựa game bắn súng đậm chất hành động với nhiều yếu tố phiêu lưu kỳ bí, Contra Online vừa được nhà phát hành VNG ra mắt game thủ vào ngày 15 tháng 10. Đây là một trong những tựa game mà chơi trên di động đáng chơi nhất trong tuần vừa qua. Có tên gốc là Dũng Giả Đại Mạo Hiểm, Contra Online đưa các thợ săn đến rất nhiều vùng đất kỳ bí như Kim Tự Tháp, Phế Tích Maya, Đền Thần Athena để săn lùng kho báu. Người chơi chắc chắn sẽ choáng ngợp bởi nhịp game cực kỳ nhanh chóng, các cuộc chiến diễn ra ồ ạt với lượng quái đông áp đảo. Bạn sẽ phải bắn tỉa không ngừng nghỉ mới có thể qua ải. Contra Online được đông đảo người chơi đón nhận trong ngày ra mắt với lối chơi mới lạ và phù hợp với phần lớn thiết bị di động hiện nay. Dường như năm 2015 đang trở thành một năm của MU khi mà hàng loạt tựa game từ PC cho đến di động đều lấy đề tài thế giới MU liên tiếp được các nhà phát hành tung ra. Sau thiên địa 3D của VTC Game thì một tựa game di động nói về MU khác, đó chính là MU Vô Song cũng sắp sửa ra mắt game thủ Việt. MU Vô Song có tên gốc là Đào Phong do The Night phát triển, sử dụng bối cảnh lấy từ tựa game huyền thoại MU Online. Sử dụng 3 lớp nhân vật quen thuộc, chiến binh, pháp sư và tiên nữ, MU Vô Song sẽ mang những gì quen thuộc nhất của thế giới MU lên nền tảng di động. Bên cạnh đó, game còn đưa vào một số yếu tố tân thời trong những game nhập vai hiện tại để làm mới nội dung, giúp game thủ không cảm thấy nhàm chán. MU Vô Song sẽ ra mắt trong khoảng nửa cuối tháng 10. Dòng game chiến thuật Tam Quốc vẫn chưa bao giờ là ngừng sức hút với game thủ và mỗi năm vẫn đều đặn vài tựa game lấy đề tài này ra mắt. Và sau Ai là Vua Tam Quốc thì một tựa game khác có tên tương đồng đó chính là Vua Tam Quốc cũng đến tay game thủ Việt ngay trong ngày hôm nay, 17 tháng 10. Được phát hành bởi FunTap, Vua Tam Quốc còn có tên gốc là Ngũ Hổ Tướng với lối chơi thẻ bài khá hấp dẫn, xứng đáng để người chơi trải nghiệm tựa game. Không quá đặc sắc về nền tảng đồ họa, nhưng cũng hứa hẹn khá nhiều điều thú vị để người chơi đam mê thể loại này có thể chờ đợi và khám phá. Vẫn các tính năng đã làm nên đặc trưng của thể loại game chiến thuật, hệ thống trận hình, mưu mang, công nghệ, nội chính, phụ bản tổ đội, quốc gia. Được kết hợp cùng hệ thống võ tướng kích duyên đặc trưng của dạng game thẻ bài sẽ mang đến cho người chơi một gameplay thú vị, thách thức game thủ thể hiện tài thao lược của mình. Khi mà nói đến cờ tỷ phú thì chắc hẳn không ít các bạn, những người từng quen thuộc với trò chơi mà tung xúc sắc, đấu tài sản vô cùng hấp dẫn này. Và giờ đây các bạn có thể hoàn toàn chơi cờ tỷ phú ngay trên chiếc điện thoại của mình với trò chơi iTeam sắp ra mắt. iTeam tự nhận là game dành cho đại gia và điều này có lẽ phù hợp với nội dung của nó khi cuộc chơi sẽ bám sát nội dung của trò chơi cờ tỷ phú. Người chơi sẽ gieo xúc sắc để quyết định các lượt chơi của mình, kiếm tiền để mua các bất động sản, vàng hay kim cương và trở thành tỷ phú giống như tên gọi của nó. iTeam sẽ đến tay game thủ vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Tiên Biến 2 là một tựa mobile game nhập vai lấy đề tài Tây Du Ký với hệ thống tự do giao dịch vật phẩm thú vị. Theo thông tin mà Omga có được thì trò chơi này đã được Soha Game mua thành công về Việt Nam và sẽ phát hành với tên gọi Đại Thánh Vương. Đại Thành Vương là một trong những mobile game hiếm hoi cho phép game thủ giao dịch vật phẩm cùng nhau và đây chính là điểm mạnh nhất của game. Bên cạnh đó, ẩn sâu bên trong nội dung Đại Thánh Vương vẫn còn rất nhiều thứ thú vị đang chờ đợi game thủ yêu thích. Đề tài phản Tây Du tìm đến khám phá, những địa danh thần tiên như Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Môn, Địa Phủ từng được thể hiện sắc nét từ bộ phim Tây Du Ký 1986 sẽ được khắc họa đầy đủ trong game.
Thêm vào đó, trong quá trình phiêu lưu của mình, Kim Thủ Đại Thánh Vương cũng sẽ khám phá ra sự thật về thân thế của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, còn khỉ đá giống Tôn Ngộ Không ý như tạc và trận chiến một mất một còn giữa Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không sau khi Đại Thánh hoàn thành chuyến đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Cộng đồng game thủ Hearthstone Việt Nam trong những ngày gần đây thì vô cùng hào hứng với thông tin là game thủ Hearthstone Việt có nickname là Neo đã được Blizzard vinh danh vì thành tích là giành vé đến với chung kết thế giới vào cuối năm nay sau rất là nhiều vòng đấu căng thẳng và vượt qua rất là nhiều đối thủ sừng sỏ tại châu Á. Tôi tới nhà bạn tôi, nhìn thấy hắn đang chơi Hearthstone và tôi bị sét đánh ngay lập tức. Vì vậy, tôi đã cài Hearthstone lên iPad để chơi trước khi đi ngủ, và rồi tôi không thể ngừng chiến thắng. Đó là những chia sẻ của Neo đã được Blizzard đăng lên fanpage chính thức của Hearthstone để vinh danh anh sau thành tích đánh bại nhiều đối thủ để đoạt vé đi chung kết thế giới nhánh thắng. Neo đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ trong khu vực Đông Nam Á, sau đó tiến qua vòng loại châu Á và quét sạch những người chơi xuất sắc như Ping Ping Ho, Chok, T-Sang. Khả năng tư duy cùng bộ bài có tính chiến thuật cao đã giúp cho Neo lần lượt loại bỏ những đối thủ ngán đường dù gặp nhiều khó khăn. Hiện anh đang chuẩn bị cho chung kết thế giới diễn ra vào sự kiện BlizzCon 2015 tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin OMG 247 của Omga.vn tuần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.